Chào chị Nguyên Quỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào ông chị Nguyên Quỳnh. Chúc gia đình chị mạnh khỏe và hạnh phúc. Em tên là Nguyệt. Em hiện tại em đang sống ở Đồng Nai. Em sinh năm 1973. Con ơi, cho lịch sử Pai Pai Pai, xây dựng bảo vệ, cho quý vị kiến trúc tấm sao. 4072225577, hãy phát triển, hãy lý. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm công nhân. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, 6 năm. Em ở Đồng Nai là hồi đó giờ em sinh ra và lớn lên ở đó hay là em mới ra đó là đi làm thôi? Dạ, mà em ở Hà Tĩnh. Rồi em vô Đồng Nai bao lâu rồi? Dạ, được 6 năm rồi. Vô 6 năm rồi làm công nhân 6 năm. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, em lấy chồng được 2 cháu. Dạ, em thôi chồng 20 năm. Thôi chồng lâu vậy đó hả? Dạ. Sau khi chia tay với ông xã em trẻ trung xinh đẹp như thế này chắc có nhiều người theo đuổi em hả? Dạ, em chưa có bước thêm bước nào mà cũng chưa quen ai hết. Vậy đó hả? Thì dạ, tại cứ lo sợ người ta đánh con rồi đó, cũng giống như mẹ em hồi ba em mất, em có 3 tuổi à, thì em có đứa em trai sao mới có 9 tháng, mẹ em cũng một mình nuôi 5 đứa con vậy. Đến khi 5 chị em có gia đình hết thì mẹ em được mấy năm sau thì cũng qua đời, cũng không bước thêm bước nào hết, thì sợ người ta đánh con rồi cũng không bước. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì là nhút nhát, thật thà, lại thích giúp đỡ người khác, chăm chỉ, siêng năng. Còn khuyết điểm của em? Dạ, khuyết điểm của em thì là tính cách, thì muốn làm cái gì là phải làm cho bằng được, không có sợ khó khăn gian nan gì hết, muốn làm là phải làm. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ, em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ, em thì cần người đó thương em, lo lắng cho em thì cũng giống như em sẽ tin họ và lo lắng cho họ. Em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ, bao nhiêu cũng được, không có lấy trẻ là được, cao hơn em là được, không cần trẻ. Nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ, cái em nghĩ thì thằng buổi bây giờ chắc là nó muốn cho một người đàn ông không uống rượu thì hơi khó. Tại vì người ta công việc, rồi giao tiệc bạn bè, rồi công ty, tiệc tùng, hệ không có thể cấm được. Điều đó thì ít nhiều thôi, chứ còn ai cũng vậy. Con của em á, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, đứa lớn thì sinh năm 2000, năm nay là 23 tuổi. Còn đứa nhỏ thì 2004, là năm nay 19 tuổi. Rồi các con của em có sống chung với em không? Dạ. Các con cũng lên thành phố làm chung với em hả? Bình Dương làm chung với em hả? Dạ. Rồi các con của em chắc còn nhỏ chưa lập gia đình đâu hả? Hay là còn đi học? Cháu nó đi làm công ty chị. Rồi hai con của em có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Tại vì tụi nó còn nhỏ,
thì người thì cũng cao to lớn nhưng mà cứ kêu tìm bạn gái thì cứ nói là còn nhỏ không? Không, rồi các con của em kìa có ủng hộ em đi tìm giống như là người bạn mới cho mình không á, giống như là đi tìm ba mới cho nó bé đó, cho các con em á, có ủng hộ em không? Có nhiều đứa nó không chịu nhưng mà con ủng hộ thì ok rồi à... Em nhút nhát, thật chị ra nãy giờ chị từ thấy em từ từ nhỏ đến giờ mà đến bây giờ già tuổi nào cũng cứ cứ vẫn như vậy, không thay đổi được cái nhút nhát nữa. em có được mấy anh chị em? Dạ, nhà em có 5 chị em, 3 gái 2 trai. Chị em của em ở ngoài quê hả, ở trong đây? Dạ, 5 chị em đều có gia đình hết. Rồi gia đình của chị em của em á có ai ở nước ngoài không? Dạ, đều ở ngoài quê hết. Rồi bây giờ em làm công ty em làm một tuần á mấy ngày, có ngày nào nghỉ không? Dạ, có ngày chủ nhật chị, Nghỉ được ngày chủ nhật hả? từ thứ hai đến chủ nhật nghỉ, như lại thỉnh thoảng có lễ như 12 tháng 9 rồi 30 tháng 4 làm được nghỉ. Tuy là công việc khá là làm nhiều ngày như thế nhưng mà hiện tại con em cũng khá lớn rồi thì thời gian của em cũng không có chiếm nhiều lắm, thì những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Rảnh rỗi thì ở nhà chỉ mới được mày một ngày chủ nhật thì ở nhà giặt giũ rồi lau nhà rồi mua cái gì về nấu cho con ăn nữa, và rồi xong rồi khi xong công việc thì ngủ trưa vậy không, chứ không có đi đâu hết. Em có sở thích cà phê bạn bè hoặc hát karaoke gì không? Dạ Em có thích cà phê với bạn bè hoặc hát karaoke gì không? em không có đi ra quán đâu, chỉ có khi nào công ty đi ăn tết niên rồi đồ thì đi nguyên cả cả công ty thì đi, hoặc là công ty cho đi du lịch hàng năm thì đi thôi, còn ở nhà không đi đâu hết. Còn như vậy là những lúc em buồn á thì em thích làm gì để giải trí cho mình? Đó, tại nhút nhát rồi không đi ra ngoài ngồi cứ cái ngại ngại cho biết không dám đi đâu, mà cũng không có quen ai hết, chỉ có đi làm thì chị em trong công ty nói chuyện với nhau vậy, xong rồi về nhà là cứ lo cho con quanh quẩn, xong rồi giờ nào rảnh thì may cái quần vá cái áo thì thôi chứ không có đi đâu hết. Rồi em thích là một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Em sao không được, Vậy đó. Rồi miễn sao là hiền lành và tốt là được. chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao em 1m55. Rồi ông xã trước của em làm công việc gì? Dạ. Ông xã trước của em á làm công việc gì? Dạ, cũng làm nghề biển chị. Em ở đây á thì ba mẹ con đang sống chung với nhau hay có sống chung với ai nữa không? Dạ không. Bao lâu em mới về thăm quê mình một lần? Dạ cứ Tết thì về, còn ở ngoài quê em thì ở ngoài tỉnh em từ đây về đó thì 2 ngày 1 đêm xa, còn em có em trai ở dưới Phan Thiết, thành ra em cứ hay về Phan Thiết gần hơn. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ em coi trên em lướt Facebook em thấy em coi
Nhưng mà em cũng ít khi coi coi lắm, khi đi làm về rồi thì mình vô nhà cái mở nhạc lên rồi em để đó rồi em vừa làm vừa nghe chứ ít coi ấy đó. À, rồi sau khi thấy có chị thấy thì hay hay rồi thấy thì coi em đi làm thì tới giờ lên ngủ nằm lướt lướt coi hết người này hết người kia xong rồi thấy anh chị em ở trên cái lên á để em coi một phần rồi Rồi em có em coi. thấy thấy chương trình cũng rất là tốt và cũng rất bổ ích cho những người lẻ loi cho nên em quá em thấy tin tưởng em anh chứ em ra xã hội em sợ tại vì bây giờ mình có tuổi rồi cũng chỉ có đến cũng chỉ đến với những người tới vợ bỏ vợ hoặc là gì đó mình ở Việt Nam mình người ta bỏ thì bỏ vợ thì còn có con hoặc là còn có ba có mẹ mà ngày sống thì cũng rất là khó cho nên em cũng ngại gì đó tại em thấy chương trình của mình rất là ấy thì em cũng tăng để là có duyên với một người nào đó thì em thích là phải đi xa xứ thôi chứ còn ở trong nước thì em sẽ không có ấy tại vì ở trong nước rất là phức tạp tại vì mình ở em cũng chừng kia chứng kiến cũng có nhiều rồi tại ở trong công ty cũng có như là em đi làm thuê các nơi em thấy nhiều nhiều trường hợp cứ nối tiếp sống với nhau đến tự đến với nhau sống với nhau một thời gian rồi cũng là đánh nhau rồi lại ba mẹ chồng nói là con tao thích chứ tao gia đình tao không thích rồi cũng có những người con nói vì bà vì này kia để ba tôi mới bỏ mẹ tôi về đây á em thấy ngại em cũng thích cái trường hợp đó cho nên em chỉ thấy những anh ở trong đó rất là sao xứng rồi gì đó người ta thiếu thốn tình cảm người ta thiếu thốn người chăm sóc thì mình nếu mà thấy thì mình cũng là cứ kiếm được một người như vậy thì mình chăm sóc cho họ họ chăm sóc cho mình thì không có phải liên quan gì đến những người thân thì em nghĩ thì một đi qua đó thì chắc một người chỉ được đi qua vậy thôi nhưng mà gia đình thì cũng phải gia đình nhưng mà không có sống chung thì cũng đỡ hơn mà mình ở Việt Nam mình phải về chung một mái nhà nên rất là phức Em coi bên Facebook rồi nhưng mà em có coi bên YouTube không? dạ có Tốt. Thì em coi, thí dụ sau video này anh nào thích em á, thì chị sẽ cho anh ấy số điện thoại của em để anh ấy liên lạc với em ha. Còn em thích anh nào thì nhắn với chương trình sẽ cho em số điện thoại của anh đó để em liên lạc với anh đó ha. Cứ việc từ từ xem rồi từ từ chứ đừng có vội quá. Nhiều khi duyên của mình đâu phải mình muốn một cái là có liền được. Phải từ từ Dạ. thăm thăm Em ha cũng không có hối thúc đâu em. thận thì thận duyên thì có đó mà không thận duyên thì cũng không sao không Em phải là mình đăng lên là đòi hỏi phải có liền hoặc là đòi hỏi phải có chắc chắn không có thể em nếu mình có duyên thì có thể có một người nào đó mình có thích mà mình không có duyên thì nhờ mình có đến gần họ họ cũng không có thích cho nên điều đó em biết Rồi à, bây giờ á, em là người phụ nữ vừa đi làm rồi cũng thích công à, thích à, mặc thích ở nhà thì chắc em nấu ăn rất là ngon hả? À, em nấu ăn được không? Chắc phải ngon dạ chứ. em nấu ăn giỏi lắm nấu ăn rất là ngon cái gì em cũng nấu được hết miễn là có đồ nấu là em nấu rất là ngon giỏi nấu ăn giặt giũ may vá em đều giỏi hết Rồi với công việc hiện tại của em nè, em đã vừa ý chưa?
trong tương lai nếu có cơ hội em có muốn thay đổi công việc của mình không? Thì công việc mà làm công nhân thì là điều đó là ai cũng mong muốn hết, vì nó chắc chắn là bền vững. Em lại ngoài giờ làm việc thì mình có thể về sum họp với gia đình, cứ có ăn chung và ngủ chung trong một gia đình như vậy cũng rất tốt hơn là phải ở một nơi một đường. Thì sáng đi tối về sum họp ăn cơm ăn nước vậy đó, rồi mạnh tay lên ngủ vậy đó. Cũng tốt, lại lương đồ cũng đều đặn, không có bữa hụt bữa hao vậy đó. Thì em thấy làm công nhân thì cũng khó. Hồi đó giờ em có khi nào buôn bán gì không? Dạ. Hồi đó giờ em có khi nào buôn bán gì không? Dạ. Chắc hiền quá không đi buôn bán được phải không? Em nhút nhát lắm cho nên không có đi đâu hết, cứ về là ở nhà không có đi đâu hết. Cha mẹ của em còn đầy đủ không? Dạ. Cha mẹ của em còn đầy đủ không? Dạ, em lúc em 3 tuổi, còn em trai em sau cùng là mới được 9 tháng là ba em mất. Mà mẹ em là mình nuôi 5 đứa con. Em trai em là tuổi thìn năm nay cũng mấy tuổi rồi. Mẹ em cũng mất rồi hả? Mẹ em bao nhiêu tuổi mất? Dạ, mẹ em 58 hay là 58. Tại mẹ em bị bệnh khớp á, bệnh khớp rồi xong rồi cái hồi xưa em với mẹ em với em trai em với ngoại em vô Thanh Thiết đó. Mẹ em bệnh khớp đó, tại hồi xưa mẹ em cực khổ quá, dầm mưa dãi nắng nhiều quá. Tại mẹ em hồi xưa là đi biển, có thuyền, nhà có thuyền mà mẹ em chạy tay công đó, là đi biển. Oh, wow. Rồi cho 4-5 đứa con đi biển hết vậy đó. Rồi dầm mưa dãi nắng đó, rồi già cả rồi đau xương khớp. Rồi em với em lấy chồng, còn em trai em thì nó còn thanh niên, nó đi biển. Rồi mẹ em ở nhà có mình, rồi mẹ em bị gió, rồi không biết nói chuyện à. Rồi nằm ở trong nhà không biết, rồi qua một cứ sáng sớm thì cứ dậy quét dọn, nhưng mà hôm nay thì không thấy dậy. Rồi mấy người bên hàng xóm có mấy đứa nít cứ hay trước mặt nhà cứ hay qua chơi á, rồi cứ kêu ngoại ơi ngoại ơi gì đó, bữa nay không thấy ngoại dậy gì thì hãy sang kêu, không thấy nhúc nhích gì sang không mở được cửa. Xong rồi trèo rào vô thì thấy mẹ em bị gió nên lạnh quá chị ạ. Rồi cái từ đó thì sao là chân nó yếu. Chân nó yếu kiểu gió nó nhập vô không ai biết. Xong rồi nó xuống nó kêu chị Nguyệt ơi, bà ngoại bị bệnh mà không ai biết, em sao em thấy ngoại như vậy. Rồi em chạy lên, tại buổi sáng thì em giống như là một quê hai cạnh như đó. Rồi buổi sáng thì đi chợ rồi mua đồ ghé vô nấu ăn cho mẹ, xong rồi bắt đầu về nhà chồng nấu nướng cho nhà chồng. Xong rồi từ chiều gần tối là mình chạy lên coi mẹ. Nhưng mà cái buổi tối á, mẹ em bị gió, là đến sáng đến giờ đó thì em vẫn đang lo đứng trên nhà chồng. Sáng sớm thì lo cà phê cà pháo trong ba chồng, nước trà nước đồ, rồi đi mua đồ ăn sáng, rồi bắt đầu đi chợ thì mới lên được mẹ mình. Giặt vụ xong đi chợ, sau cái vụ đi chợ thì mới lên ghé như nhà mẹ mình. Thì lúc đó thì còn sớm hơn là thằng cu nó xuống nó kêu là chị ơi bà ngoại bị bệnh rồi. Thì lúc đó em lên nên nhập vô mạnh rồi, giống như bị trúng gió đó nãy giờ em nói, tại giờ đó có
Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau lâu này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Dạ, em xin chào khán giả, chào anh chị em cộng đồng mạng trong chương trình kết nối yêu thương Việt Kiều Mỹ. Em chúc gia đình mạnh khỏe và may mắn. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pi Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.